kính chào, chúng tôi là võ thành nhân và đến với bản tin phân tích và nhận định thời sự đặc biệt vấn đề thời sự của Hoa Kỳ. À, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc tiến sĩ trần quang hải. À, chúng tôi cũng xin thưa thêm rằng đó là tiến sĩ trần quang hải là giám đốc kiểm toán về điện toán và viễn thông tại cơ sở trung ương của quốc hội Hoa Kỳ. À, và ngày hôm nay thì chúng tôi bàn một số vấn đề có liên quan tới chữ impeachment có nghĩa là luận tội một tổng thống. À, trước hết xin được kính chào tiến sĩ trần quang hải. À, xin kính chào quý vị khán giả chương trình SBTN và xin chào anh võ thành nhân. Khi mà chúng ta nói impeachment có nghĩa là luận tội, nhưng mà cái cái process của cái luận tội này nó bắt đầu từ chỗ nào vậy thưa anh? À, cái việc mà gọi là luận tội hay là một cái chữ khác gọi là đàn hạch, tức là đăng đàn hạch tội một tổng thống thì là tuần qua trở nên sôi động hơn. À, sau khi bà chủ tịch Hạ viện là Nancy Pelosi vào chiều thứ ba à, lên à, truyền thông à, và tuyên bố là sẽ bắt đầu điều tra tổng thống à, Donald Trump, vì có nghi vấn là trong một cái cuộc điện đàm nói chuyện bằng điện thoại giữa tổng thống donald trump và tổng thống à, mới đắc cử của ukraine là ông volodymyr zelensky và người ta có nghi vấn là ông tổng thống donald trump đã lạm dụng cái quyền lực của mình à, thì sau khi à, bà nancy pelosi tuyên bố như vậy à, thì người ta mới à, biết được rằng là có một à, cái báo cáo khiếu nại của một cái nhân viên À, thuộc uh, chính quyền liên bang Hoa Kỳ uh, mà đã gửi cho uh, Chủ tịch của Ủy ban uh, về Tình báo của Thượng viện cũng như Hạ viện, Thượng viện là ông uh, Richard Burr và Hạ viện là ông Adam Schiff từ ngày 12 tháng 8 năm 2019, có nghĩa là đã hơn một tháng rồi, nhưng mà người ta đã... Uh, không tiếc lộ và người ta dàn dựng chuyện này để cho đến bây giờ. tức nhưng là mà, khi nhưng à. mà khi mà nói dàn dựng tới bây giờ nó làm trong lúc mà có một cái buổi họp lớn của liên Hợp quốc đại hội đồng như vậy đó thì nó cũng phải có một cái ý gì phía sau hay không vậy dạ, thưa tiến sĩ? À, dĩ nhiên là họ có cái ý thứ nhất là à, chúng ta nhớ rằng là đảng dân chủ sau khi cuộc bầu cử 2016 mà ứng cử viên của đảng dân chủ là Hillary Clinton thất bại trước đảng cộng hòa là ông Donald Trump thì hầu như là họ tìm đủ mọi cách để tìm cách rút phế ông Donald Trump hoặc là tìm cách à, phá hoại, à, làm cho rắc rối những cái công việc mà điều hành, cai quản đất nước của chính quyền Donald Trump. À, chúng ta thấy qua cái vụ mà à, cáo buộc à, tổng thống Donald Trump là đồng lõa với Nga rồi là à, ngăn cản công lý rồi sau đó cái việc mà cá nhân là về vấn đề trả tiền cho à, cô gái làm chơi rồi về vấn đề mà thuế má của ông nhưng mà tất cả những cái điều đó thì cũng là không đi đến đâu sau khi có cái báo cáo của ông Robert Mueller là công tố viên đặc biệt thì bây giờ người ta lại à, dùng cái cái cơ hội này tức là có một cái sự báo cáo thang phiền nào đó của một cái người à, nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ à, mà nói rằng là ông Trump trong cái cuộc điện đàm đó đã là à, làm dụng cái chức vụ quyền lực của mình à, thì à, cái đó là nó thuộc về cái lĩnh vực mà trong chính phủ Hoa Kỳ người ta gọi là whistleblower. Nhưng mà những cái nguyên tắc ở phía sau của nó để mà chúng ta có những cái cuộc điều tra như vậy thì nó phải theo cái protocol, cái procedure nó như thế nào vậy ạ? À, um, trong cái hệ thống công quyền của Mỹ thì có một cái đạo luật gọi là Whistleblower Protection Act của 1989 à, trong đó quy định là những người nào, nhân viên nào nếu thấy trong cơ quan của mình có những cái sự lạm dụng về quyền lực, về lãng phí cũng như là gian dối thì có nghĩa vụ phải báo cáo cho cái ông tổng thanh tra mà gọi là inspector general để điều tra và tìm cách khắc phục tất cả những cái cái gọi là khuyết điểm về quản trị đó. À, những cái người mà gọi là whistleblower này, những cái người báo cáo à, vấn đề tồi tệ này thì sẽ được dự kiến danh danh tính cũng như là sẽ cấm đoán tất cả những cái à, thành phần lãnh đạo trong cơ quan đó không được trả thù hay là trù dập à, trong cái chức vụ của cái, cái người này và quốc hội à, có những cái biện pháp để giúp đỡ những cái người này rất là à, đắc lực cho nên đó là ví, ví, đó là lý do tại sao cái người mà à, là khiếu nại này thì là đã gửi trực tiếp à, cho à, ông Adam Schiff và ông Richard Burr của quốc hội bởi vì à, người này nghĩ rằng là sẽ được bảo vệ nhưng mà tại sao tới thứ ba tuần rồi nó mới xảy ra cái vụ impeachment? À, Sơ dĩ như vậy là bởi vì thứ nhất là đây là cái ý kiến cá nhân của tôi là tôi nghĩ rằng à, đảng dân chủ cũng à, tìm đủ mọi cách để làm nhục ông à, tổng thống Donald Trump và tuần này tức là tuần khai mạc của đại hội đồng liên hợp quốc thì ngày thứ ba tức là ngày ông Donald Trump đọc diễn văn trước à, đại hội đồng à, và cái bài diễn văn đó phải nói được là người ta rất là nhiều người tán thưởng đặc biệt là à, tất những người mà khi ông đề cập đến cái vấn đề tự do tôn giáo cũng như là cái sự tồi tệ của chủ nghĩa xã hội cũng như uh, chủ nghĩa cộng sản thì sáng hôm đó từ Washington Post được một ai đó uh, tiết lộ cái thông tin về cái khiếu nại của cái người whistleblower này uh, người ta đăng lên trang nhất vào buổi chiều hôm đó thì uh, bà uh, bà uh, Nancy Pelosi thì là ra tuyên bố là sẽ là đàn hạch tức là impeach uh, tổng thống Donald Trump người ta mới hỏi bà tại sao lại bà chưa 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 biết cái nội dung của cái cuộc điện đàm như vậy mà là đã là kết luận như vậy thì bây giờ rõ ra là bà đã có cái cái báo cáo này rồi ông Adam Schiff đã có rồi và tôi nghĩ rằng là họ đã chia sẻ với nhau. Ngoài ra thì ngày thứ tư tức là sau khi có cái dư luận tranh cãi về vậy về cái vấn đề cuộc điện đàm đó thì uh, tòa bạch cung uh, đã uh, công bố cái nội dung của cái cuộc điện đàm 30 phút uh, trong ngày 25 tháng 7 từ 9 giờ 03 cho đến 9 giờ 33 buổi sáng, trong đó thì là tổng thống Zelensky phải nói là tìm cách vuốt ve mừng trớn tổng thống Donald Trump nói rằng là ông cũng là học hỏi từ ông Donald Trump và cũng tìm cách là thành lập cái cái chính phủ tức là clean the swamp, thì sau đó là đề cập đến cái vấn đề mà gọi là tham nhũng, thì trước đây Ukraine phải nói thật ra rất là tham nhũng. À, cũng như rất là nhiều nước khác mà của cái à, khối mà 16 nước cộng hòa của của liên xô cũ đó thì khi đề cập đến vấn đề đó thì ông trump mới nói được rằng là à, trước đây là có một cái vụ là điều tra à, công tố viên à, trung tổng tổng công tố của ukraine đang điều tra một cái vụ có liên quan đến đứa con trai của ông à, phó tổng thống là joe biden tên là hunter biden mà có làm ăn ở Ukraine ở trong một cái công ty gọi là Burisma à, về gọi là sản xuất khí đốt thì nghe đâu là có những cái vụ làm ăn à, lèm nhèm ma giáo cho nên là đương có điều tra thì à, lúc đó vào, vào khoảng năm 2016 thì à, ông Joe Biden đi qua bên à, Ukraine và làm áp lực để cho chính quyền của Tổng thống lúc đó là ông Poroshenko phải sa thải cái vị Tổng công tố này À, và ông um, bây giờ vẫn còn ở trên uh, youtube cái clip mà cái đoạn cái, cái đoạn phim mà ông Joe Biden trở về và uh, khoe khoang ở cái cái buổi họp của cái gọi là hội đồng về về ngoại giao, Council on Foreign Relations mà mà khoe rằng là ông đã làm áp lực uh, với với chính quyền của Ukraine uh, nói rằng là trong 6 tiếng đồng hồ nữa uh, là tôi sẽ rời khỏi nơi này mà nếu không sa thải ông tổng uh, công tố thì là sẽ không được một cái tỷ đô la mà viện trợ về à, về 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 kinh tế cho Ukraine. À, thì sau đó ông tổng công à, tố tổ bị sa à, à, thải và người ta nói rằng là có cái nghi vấn đây là một cái sự gọi là xung khắc về quyền lợi bởi vì con của ông à, Joe Biden là Hunter Biden không có một cái à, kinh nghiệm gì cũng không có một cái khả năng gì về cái vấn đề đầu tư về khí đốt nhưng mà tự nhiên thì lại được trở thành thành viên của Uh, của cái hội đồng điều hành của cái công ty Burisma này và một tháng được trả 50.000, tức là một năm 600.000 đô. Uh, đó là lớn hơn cả lương của ông ông Joe Biden là hơn 200.000 đô và lớn hơn, hơn lương cả tổng thống. Do đó đã có cái nhiều nghi vấn. Ngay cả từ New York Times tháng 5 2017 cũng đã có cái một bài báo đi đề cập đến cái vấn đề này rồi. Nhưng mà bây giờ khi mà Đảng dân chủ tìm cách luận tội tổng thống Donald Trump, vì nói rằng là trong cái cuộc điện đàm đó đã có những cái ngụ ý là lạm dụng quyền lực thì người ta lại cố tình là người ta bỏ qua tất cả những cái gọi là vấn đề nền tảng tại sao mà có cái cuộc đề cập đến cái vấn đề à, tham nhũng ở Ukraine như vậy. À, trước kia thì chúng ta được biết rằng à, bà chủ tịch của Hạ viện bà Nancy Pelosi à, bà quyết định là không có tạo một cái cái, cái cuộc gọi là luận tội tổng thống Donald Trump bà đã từ chối nhiều lần lắm nhưng mà tại sao thứ ba vừa rồi ngày 24 mươi tháng 9 thì lại nó đưa ra một cái một cái bản luận tội như vậy và cái áp lực từ đâu à, phải nói thật ra là đảng dân chủ kể từ khi thắc cử 2016 thì tìm đủ mọi cách để hại tổng thống donald trump chính quyền của ông à, nhưng mà người ta trước đây là đặt uh, tin tưởng rất nhiều vào cái báo cáo của ông robert mueller tức là công tố viên đặc biệt vì họ nghĩ rằng là qua hai năm rưỡi điều tra thì thế nào cũng tìm ra những cái chứng cứ mà đủ cho họ để luận tội tổng thống Donald Trump. Bởi vì để luận tội một tổng thống thì không đơn giản. Uh, Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định rõ ràng là uh, đây là một cái trường hợp mà gọi là kiểm soát lẫn nhau. Cho nên bên bên lập pháp có thể kiểm soát hành pháp bằng cách là nếu thấy uh, là người đứng đầu của hành pháp là tổng thống mà có vi phạm những cái luật ví dụ như là phản quốc treason, bribery, tức là ăn hối lộ và gọi là high crimes and misdemeanors, tức là những cái tội hình cũng như là tội uh, bình thường mà, mà mà nặng nề đó, thì có thể đem ra đạn ngạch tức là luận tội và cái thủ tục là nếu sau một cuộc điều tra ở hạ viện, nếu có đủ bằng chứng mà nghĩ rằng là đáp ứng các cái tiêu chuẩn đó về cái mức độ trầm trọng, thì sẽ đưa ra những cái gọi là bản luận tội, tức là bản cáo trạng gọi là articles of impeachment, rồi sau đó là sẽ chuyển cho thường viện và thường viện sẽ tổ chức một cái buổi gọi là một buổi xử tức là sau khi đã có luận tội thì sẽ có đưa ra tòa xử và trong trường hợp nếu thường viện có hai có hai phần ba tức là bây giờ là sáu mươi bảy thường nghị sĩ bỏ phiếu cho cái việc mà trút phế tức bãi nhiệm tổng thống thì lúc đó tổng thống mất chức còn nếu không có đủ hai phần ba số phiếu thì tổng thống vẫn tiếp tục làm việc trong cái lịch sử của Hoa Kỳ thì từ trước đến nay chỉ có hai tổng thống là bị đưa ra đạn hạch. À, người đầu tiên là ông Andrew Johnson năm 1868 à, và người thứ hai là ông Bill Clinton năm 1998. Ông Andrew Johnson là thoát hiểm chỉ với một phiếu, tức là không có đủ 2 phần 3. Còn trong ông Bill Clinton thì hồi đó à, rất ít à, cái, cái số phiếu là kết tội ông cho nên ông vẫn tiếp tục à, à, được hoạt động cho đến khi Uh, mãn nhiệm kỳ và đặc biệt là trong cái kỳ luận tội uh, tổng thống clinton thì dân chúng hoa kỳ cho rằng cái việc luận tội đó của đảng cộng hòa vào lúc đó là nắm hạ viện thì lúc đó cho rằng là những cái lý do đó là nó uh, không có gì đáng quan trọng bởi vì cái chuyện đó chỉ là chuyện tình ái lăng nhăng giữa ông tổng thống clinton và cô monica lewinsky uh, và sau đó thì ông có dối trá uh, trả lời không trung thực đối với cái những người điều tra nhưng mà sau đó là hoa, hoa... là cử tri Hoa Kỳ đã hầu như trừng phạt cái đảng cộng hòa và đảng dân chủ đã lấy lại cái hạ viện à, thì đó là cái thủ tục à, còn bây giờ chúng ta nhưng mà trường thấy... hợp tổng thống Nixon thì sao À, trường hợp tổng thống Nixon thì khi mà người ta điều tra người ta thấy có những cái trường hợp ví dụ như ông đốt những cái thép cũng như là ông ra lệnh cho những cái người mà đã um, gọi là ăn trộm tài liệu ở Watergate cho của đảng dân chủ thì người ta người ta thuyết phục đảng cộng hòa thuyết phục ông Richard Nixon nên từ chức trước khi hạ viện là biểu quyết để mà đàn hạch. do đó là ông uh, tổng thống Nixon đã từ chức trước khi là bị uh, impeach Thành ra như vậy thì mình không tính trong cái trường hợp uh, impeachment. các thông yeah. tin. Do đó là người ta nói được rằng là cái vấn đề gọi là impeachment là một cái vấn đề rất là hệ trọng trong cái hệ thống uh, chính trị dân chủ của Mỹ. Và đặc biệt là chỉ trong một năm nữa thì là sẽ có một cái cuộc bầu cử. Uh, nếu mà đảng Dân Chủ nghĩ rằng là, là, là uh, không có muốn cái kết quả của bầu cử của uh, 2016 một lần thì hãy để cho người dân uh, Hoa Kỳ họ nói lên tiếng nói nếu mà họ thấy rằng tổng thống uh, Clinton, uh, tổng thống Trump mà làm ăn sai trái và họ không có tín nhiệm nữa, thì người ta sẽ uh, không bỏ phiếu uh, tái cho cho ông ta đắc cử và người ta sẽ uh, bỏ phiếu cho cái đảng dân chủ. Còn bây giờ nếu mà thực hành cái việc gọi là đàn hạch rồi xử uh, ở bên uh, thường viện, thì hầu như là các sinh hoạt chính trị ở Mỹ hầu như sẽ là đông cứng, không một ai làm gì cả và sẽ không có một cái uh, điều khoản nào mà được thông qua trở thành luật. Trong khi đó có rất nhiều vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là xã hội Hoa Kỳ cần phải đối phó. Ví dụ như trường hợp là nghiện opioid hay là hút thuốc uh, mà gọi là là điện tử đó bây giờ gây ra một cái vấn đề là, yeah, gây ra một cái vấn đề là sức khỏe rất là trầm trọng. Rồi cái vấn đề về an ninh quốc gia ở các cái biên giới cũng như là về vấn đề di trú, uh, về vấn đề giá cả các cái thuốc mà người già phải mua thì cũng không có được giải quyết trong khi đó đã có sẵn những cái sắc luật như vậy chỉ cần hai bên thông qua thì tổng thống ký và có thể là là là, là tạo điều kiện tốt cho cái sau họ kỳ nhưng mà bây giờ nếu uh, impeachment mà tiếp tục như đảng dân chủ muốn thì tôi nghĩ được không có là trong năm tới đã. không có cái gì hết. Yeah. Dạ và cuối cùng tiến sĩ trần minh hải có thể phân tích thêm là nếu mà luận tội xong có một cái bản đàn hạch như vậy đó là tổng thống donald trump có một số tội như vậy đó nhưng mà không trức phế ông nhưng mà khi mà sau khi ông làm tổng thống xong Ông trở thành công dân bình thường thì ông có sẽ bị công tố viện có một cái một cái trường hợp đặc biệt nào đưa ông ra tòa hay không? Ở trong uh, luật hình sự của Mỹ thì có một cái điều khoản gọi là double jeopardy, tức là nếu một cái tội hình đã được đem ra xử thì sau đó không thể đem ra xử nữa, tức là chỉ bị tòa án xử và quyết định một lần thôi. Nếu trong trường hợp uh, người ta nhận thấy rằng là những cái việc sai trái của ông Donald Trump mà người ta đang nghi vấn, nếu mà trầm trọng người ta đem ra đàn hạch mà kết quả đàn hạch như thế nào thì sau này người ta khi ông Donald Trump trở về đời sống dân sự sau khi làm tổng thống thì sẽ không bị truy tố tiếp bởi vì nó vi phạm luật à, hình sự vào lúc đó. À, thứ hai nữa là người ta người ta thấy rằng là cái ảnh hưởng của cái việc mà Đảng Dân chủ à, cương quyết đàn hạch à, tổng thống Donald Trump thì nó có tác dụng đến cái à, nó có ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử năm 2020 rất là lớn bởi vì trước tiên là nó ảnh hưởng tới các cái ứng cử viên của dân chủ. À, ông ông Joe Biden hiện nay là đang dẫn đầu về cái 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 mức độ tín nhiệm của cử tri dân chủ. À, người thứ hai là bà Elizabeth Warren của Massachusetts và thứ ba là ông Bernie Sanders của Vermont. À, thì người ta qua nhiều cuộc thăm dò thì người ta thấy là đã là đảng dân chủ trong cử tri dân chủ là trong mong vào ông Joe Biden à, là có thể là đánh bại à, tổng thống Donald tổng Trump. Donald Trump dạ. à, nhưng mà bây giờ nếu mà vụ đại hạt này đi ra và khi phân xử thì là bên phía của Donald Trump, à, tổng thống Donald Trump sẽ có toàn quyền kêu tất cả những cái nhân chứng và chắc chắn là Joe Biden cũng như là con của Joe Biden là Hunter Biden, à, Secretary of State trước đây là ông John Kerry, đứa con nuôi tức là đứa con ông vợ trước của ông John Kerry tức là Chris Hayes à, cũng nằm ở trong cái danh sách công ty mà của à, Hunter Biden sẽ bị đưa ra là chất vấn và tất cả mọi cái chi tiết mà làm ăn ma giáo hoặc là nhận tiền của à, Ukraine cũng như là nhận một tỷ rưỡi của à, của Tàu cộng thì tất cả những điều đó sẽ được phơi bày ra trước công luận và người ta không biết là ảnh hưởng nó như thế nào nhưng mà chắc chắn nó sẽ không có tích cực cho bên ứng cử viên của Đảng dân chủ. Xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Văn Hải. À, xin chào quý vị khán thính giả và chào anh Bảo Thành Nhân. À, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chương trình của chúng tôi và tiến sĩ Trần Văn Hải đến đây xin được giám dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.